Bây giờ thì hiện tại mình đang ở trên hồ Ba Vĩ nha. Đây là một trong những cái điểm tham quan du lịch mà mình chắc chắn là khi mà các bạn đến Hà Nội thì ai cũng muốn ghé thăm. Bây giờ thì hôm nay sau những cái ngày mà mình tham quan dạo trên hồ Ba Bể, trên những cái thôn làng của hồ Ba Bể, thì bây giờ mình sẽ trực tiếp đi xuống hồ để tham quan du lịch luôn. Nghe nói là dưới đây sẽ có những cái động nhỏ rồi những cái thác nước nhỏ không biết cảnh quan nó như thế nào, nên là hôm nay mình sẽ được anh Duy thuyền của anh Duy chở đi luôn nha. Hiện tại thì mình đang ở trên hồ Ba Bể và mình ở nhà homestay Duy Linh, là homestay của anh Linh, và anh Linh sẽ là người trực tiếp dẫn thuyền chở mình đi luôn. Mình đang ở trên cái bến thuyền của năm chỗ này là Năm Mẫu nha, bến thuyền Năm Mẫu ở phía xa xa các bạn thấy không, đây là những cái con thuyền này, những cái con thuyền mà sẽ chở khách đi du lịch tham quan quanh hồ Ba Bể. Và chiều nay thì mình sẽ được đi trên những cái con thuyền đó. Thôi bây giờ mình sẽ quay một vòng rồi mình sẽ quay trực tiếp cái hình ảnh ở hồ Ba Bể cho các bạn xem nha. Đi thôi. Đây là cái thuyền của anh Linh, như hôm bữa trước mình đã quay từ bên kia bờ bên kia. Bây giờ mình sẽ được đi vô bên trong này và đi tham quan du lịch. Hôm nay thì vị khách đặc biệt chỉ có mình thôi. Là anh Linh sẽ chở mình đi tham quan du lịch quanh hồ Ba Bể. Chỉ có một mình thôi các bạn ơi. Mình và anh Linh thôi. Chắc chắn là cảm xúc sẽ rất là tuyệt vời. Wow. Mình cái thuyền nè. Bây giờ sẽ đi. Quanh này thì có rất là nhiều cái thuyền nhỏ khác nha. Cái thác Đầu Đặng này các bạn, nhìn từ trên này thì các bạn sẽ nhìn thấy thác nè. Ở bên ngoài nó khá là đẹp. Đây là những cái món ăn ở trên cái bờ bên thác Đầu Đặng nha các bạn. Tạm biệt nơi này các bạn, bây giờ mình sẽ đi qua chỗ khác. Chỗ này thì danh chỗ này là Ao Tiên. Tiếp tục đi.
Ao Tiên. Ao Tiên đúng không anh? Đó, đi Ao Tiên nha các bạn. Này, nhìn thấy ba kít nè, cái này sẽ được làm rượu nha. Rượu nó sẽ có màu tím. Không, đây nó lâu. Ba kít này lâu đời lắm rồi ạ. Đây là khai thác lần đầu, mới đào lần đầu. Đúng lúc đưa một. Chuối ngon đấy cháu. Không, chuối chuối. Đây, mọi người. Như vậy là mình đã đi được hai điểm du lịch rồi nha. Một là cái thác Đầu Đẳng, hai là cái Ao Tiên. Bây giờ mình sẽ đi đền An Mạ. Rồi sau đó là sẽ kết thúc cuộc hành trình lên đên trên biển nước. Thôi, bây giờ mình đi thôi. Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ di chuyển tới cái đền nha. Bây giờ thì mình đang đi lên cái điểm du lịch thứ ba và cũng là điểm du lịch cuối cùng ở trong cái hồ Ba Bể này, chính là đền An Mạ nha. Một cái đền nằm ở trên biển hồ. Đây là cái đền An Mạ nè các bạn. Cười lên một chút đi. Đây là anh Duy nha các bạn. Anh Duy đã chở mình đi cả buổi chiều nay. Rồi, chúng ta quay về rồi các bạn. Xong, hôm nay nữa thôi là hôm khác chúng ta sẽ đi qua một điểm du lịch mới, đó chính là Tuyên Quang. Và mọi thứ lại bắt đầu một cuộc hành trình mới trong cái chuyến hành trình xuyên Việt một năm của mình. Đi hoài mà không thấy ra khỏi miền Bắc các bạn ơi. Đây là đảo Bà Góa nha các bạn. Ở trên này thì ngắm hoàng hôn rất là tuyệt vời, rất là sung sướng. Các bạn có thể cầm theo một lon bia cho đầy vũ và ngắm hoàng hôn nha. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, đảo Bà Góa nha. Gọi là đảo thôi, nhưng nó chút xíu à. Đi vòng hết luôn à. Thuyền của mình đang cập ở kia. Ở trên này có những cái cây này. Cây này không biết tên. Cây gì vậy anh? Cái nào? Đó. Cái bối, lá bối. Bối hả?
Ồ, cái này làm trà, làm gì uống hay uống nè? Đúng rồi, lên lá nó có tính nước uống. Dạ. Phải, em chưa đọc. Chưa, cái đó quá. Cái đó chưa có đọc. Sự tích là như thế, đại khái anh kể ngắn gọn thôi, nhưng mà dạ. Trước đây là khu xung quanh đây là chưa có cái hồ như này. Dạ. Chỉ là những cái đồng bằng các kiểu thôi, đồng bằng thôi. Dạ. Xung quanh đây là có như kiểu là men men này này, có một ông địa chủ. Dạ. Một ông địa chủ ấy, dạ. Cai như trước ấy. Dạ. Thế là một hôm là có một con bò thần lạc từ trên trời xuống. Dạ. Thế là thần rời mới cử một vị thần xuống đi tìm, nhưng mà vị thần đấy xuống, nhưng mà vị thần đấy cải trang thành một bà lão ăn xin để đi tìm con bò. Dạ. Nhưng mà vào đi tìm không thấy bò, thế là vào nhà nào cũng bị hắt hủi ấy, kiểu như là không cho ăn này, không cho ăn các kiểu, xong bà ốm đau, xong bà đói bụng này, xong là ai cũng xua đuổi bà, đến lúc bà đi tìm con bò, xong là bà ngất, xong là hai mẹ con bà quá đi kiểu như là đi lên rừng lấy củi về gặp bà, thế là cứ mang bà đưa bà về. Hiện chỗ này là trước đây là một ngôi nhà của bà quá. À. Thì là đem về cưu mang bà, xong là cho bà ăn uống, xong là bà khỏe lại, xong bà đi tìm con bò thần thì là thấy ông địa chủ kia đã gọi, có nghĩa là sai người hầu ấy, yeah. đi bắt con bò kia. Yeah. Thế là bà thấy con bò chết, xong rồi bà mới quay lại nhà bà quá, xong rồi bà dặn hai mẹ con bà quá là trước khi sau khi bà rời khỏi đây, yeah. mà có một cơn lốc hay là một nói chung là một cơn đại hồng thủy, yeah. một cơn đại hồng thủy thì trước khi bà đi, bà đưa lại cho hai mẹ con bà quá một nắm giò, yeah. một nắm giò với lại hai cái vỏ trấu, yeah. thì bà dặn bảo là nếu mà sau khi bà đi mà có một cơn đại hồng thủy thì là lấy nắm giò đấy về rắc xung quanh nhà thì nước ngập đến đâu thì nhà bà nổi đến đấy. Yeah. Còn hai cái vỏ trấu kia nếu mà mẹ con bà quá mà muốn cứu người ấy, cứu yeah. dân làng ở đấy, yeah. thì là cắn hai cái vỏ trấu đấy xong là thả xuống nước là thành cái thuyền đồng mục bây giờ. Đấy là sự tích đảo bà quá. Các bạn chỉ cần subscribe kênh của mình.